quý khán giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải với Thượng Sư tại Đài Nam Phomosa vào ngày 8 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Bác Tiên Cũng Tu Pháp Môn Quán Âm. Bài đọc được trích từ bầu sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, chuyện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 14. hôm nay nói về chuyện thời xưa của nước Trung Hoa. Chúng ta có nghe qua bát tiên là những người Trung Hoa chính cống. Có nhiều người hỏi tôi nhiều lần là pháp môn quán âm mà tôi thường hay nói, rất siêu đẳng, âm thanh bên trong rất tuyệt diệu. Nhưng tại sao các vị tổ sư, các vị cao tăng ở Trung Hoa lại không nhắc đến? Trong sách của tôi có đề cập đến lục tổ Huệ Năng và Bồ Đề Đạt Ma nhưng ở trung hoa còn có rất nhiều vị đại tu hành khác không phải chỉ có những vị đó thí dụ bắt tiên cũng là những người đại tu hành xưa kia đọc thơ của họ chúng ta sẽ hiểu rõ thí dụ lý đồng viết rất nhiều câu kệ hà tiên cô cũng vậy ngài viết thơ kể rằng có đến chỗ của ai chơi với mặt trăng cưỡi trên con phụng hoàng nghe tiếng sáo như tiếng chuông tại sao tiếng sáo giống như tiếng chuông nhỏ nếu là một người phàm phu làm sao có thể cưỡi trên con phụng hoàng thân người quá nặng sẽ rớt xuống ngoại trừ dùng linh thể để cưỡi có nghĩa là đẳng cấp của ngài cao đẳng không cần phải dùng xác thân tới lui ngài có thể bay trong mây và hưởng thụ tiếng sáo giống như âm thanh của tiếng chuông nhỏ chúng ta chưa từng nghe loại âm thanh này. Tiếng chuông nhỏ là âm thanh của cái chuông nhỏ, còn tiếng sáo là âm thanh của ống sáo. Tại sao tiếng sáo lại lẫn lộn với tiếng chuông nhỏ? Quý vị có nghe qua thứ âm nhạc này chưa? Người tu pháp môn quán âm đương nhiên là biết ngay ngài nói gì. Nếu không tu pháp môn quán âm, đọc câu thơ đó trăm ngàn vạn lần cũng không hiểu. Chỉ đọc qua nhưng không thấy cái tinh túy của nó ở đâu, không biết cái cao thâm của nó ở chỗ nào. Lời thơ ấy biểu lộ đẳng cấp của tiên cô rất cao. Tôi có kể qua là Hồi giáo cũng nói nên nghe tiếng sáo đó, Đạo Ấn Độ cũng nói giáo chủ Ramakrishna có một ống sáo có thể hấp dẫn rất nhiều chúng sanh, ý nói là tiếng sáo ở bên trong. Tôi nghe nói trương lương cũng có một ống sáo có thể đánh lui kẻ địch mà khỏi cần dùng binh khí ý chỉ tiếng sáo bên trong này vì vậy có người nói trương lương cũng là một trong các vị bát tiên thông thường chúng ta chỉ cho rằng đó là chuyện nhi đồng đọc rồi bỏ qua không thấy có ý nghĩa thâm thúy thật ra tất cả những chuyện cổ chuyện thần thoại của trung hoa ngày xưa đều rất có ý nghĩa. Người tu pháp môn Quán Âm đọc những loại sách đó sẽ thấy ý nghĩa thâm cao, nhận biết ngay là từ cổ chí kim đều có người Trung Hoa tu hành, đều có những vị đại tu hành xuất hiện, chỉ vì chúng ta không có cơ may gặp mà thôi. Ngày nay, dù cho có gặp người đại tu hành, rất có thể chúng ta cũng không nhận biết, nhưng nhất định là thời đại nào cũng có và đẳng cấp của họ có thể cao thâm đến thế. Có một vị tên là Lam Thái Hà viết trong thơ, đọc thấy như là người say rượu. Người ta không biết nghĩ rằng ngài uống rượu. Tôi cho rằng ngài uống rượu cam lồ. Người tu hành cũng thấy say, cũng có cảm giác say xưa như trong tình trạng nhập định, không màng đến chuyện của thế tục, chấp nhận mọi sự việc tốt xấu bởi vì không màng đến chuyện ngoài đời, do đó mọi người cho rằng họ có vẻ kỳ quái hoặc uống rượu say xưa nên không quan tâm đến nữa. Chính vì thế, người đời nói rằng họ say, say là nghĩa đó. Khổng Tử cũng say đắm hết mấy ngày vì nghe được loại âm thanh đó. Lam Thái Hà viết thơ nói rằng thời gian của thế giới này trôi qua rất nhanh, hết xuân rồi đông. Tháng năm đi qua, người xưa nay đã tan biến đâu mất. Nhưng có người ngày nay vẫn còn bận rộn, tìm kiếm danh lợi, bon chen với đời sống, quên mất thời gian qua nhanh, tất cả những gì cũng sẽ tan biến trong tức khắc. Mỗi ngày Ngài ca hát, nghe nói đến bài ca của Ngài rất nhiều. Ngài nói, có một điều quan trọng là kỳ vọng của Ngài ở trên mây. Ban ngày, Ngài bay trên trời, ban đêm về ngài thấy ruộng dâu biến thành biển làm sao có một người ban ngày chạy lên trời ban đêm trở về nhìn thấy ruộng dâu biến thành biển ý diễn tả đẳng cấp tu hành của ngài có hiểu không ngài có thể bay lên trời rất nhanh ngài nói kỳ vọng của chúng ta phải ở trên mây trên đó có rất nhiều cung điện cao lớn làm bằng mây có cung điện vàng ý nói thứ cung điện rất quý báu, chứ không phải thứ làm bằng gạch. Ngài cũng kể qua những cảnh giới, như cảnh giới ở cõi tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc. Trên đó, cung điện và đất bằng vàng, có bảy báu vật, như lưu ly, san hô, mã não, vân vân. Ngài Lam Thái Hà kể lại cũng giống như cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có Phật Thích Ca Mâu Ni nói cảnh giới Tây Phương mà thôi. Người Trung Hoa cũng nói như vậy, có thấy không? Tôi nói cũng giống như Hà Tiên Cô, bên trong có loại âm nhạc đó, tiếng chuông, tiếng sáo, nhưng không giống như âm thanh bên ngoài. Trong Kinh Pháp Hoa có nói đến tiếng chuông, tiếng phèn la, tiếng trống, tiếng sấm, tiếng sư tử gầm, đủ loại tiếng nhưng tất cả đều không phải là thứ tiếng bên ngoài. Nếu giống như âm thanh bên ngoài, thì không đáng cho Phật Tích Ca Mâu Ni giảng thành một bộ kinh Pháp Hoa. Có hiểu ý tôi không? Ngài nói thứ thể nghiệm bên trong. Trong kinh thánh có đề cập đến tiếng sấm, tiếng âm nhạc và tiếng thượng đế nói như sấm. Thượng đế xuất hiện như một khối lửa rất lớn, rất sáng, ý nói thể nghiệm bên trong, ánh sáng và âm thanh vì vậy chúng ta mới hiểu rằng giáo lý của đông và tây phương tương tự như nhau không phải chỉ ở đông phương hoặc ở tây phương mới có thể học được cũng không phải giáo lý của đông phương tốt nhất còn tây phương không ra gì bởi vì chúng ta không nghiên cứu cho rõ ràng không học hỏi từng tận những giáo lý của những tôn giáo khác cho nên dễ bị ngộ nhận như chúng ta cho rằng mình là phật tử nhưng cũng thấy Phật giáo có nhiều tông phái tranh cãi, biện luận với nhau, huống chi là khác tôn giáo, khác nguồn gốc. Thí dụ, Thiên Chúa Giáo bắt nguồn từ Do Thái. Chúng ta nói đó là đồ của ngoại lai, chúng ta không muốn. Cho nên có nhiều người cho rằng tôi là người Âu Lạc nên không theo học hỏi. Tôi chấp nhận điều này, nhưng quý vị quên mất, Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ nên không đúng lý. Trên thế giới có nhiều quốc gia và đời đời kiếp kiếp Phật không thể nào sanh ra tại một quốc gia đó. Như vậy ngài có tâm phân biệt, có hiểu ý tôi không? Vì thời đại nào cũng có chúng sanh có phước báo, quốc gia nào cũng có lúc lên xuống, có âm có dương. Có lúc quốc gia đó bị san bằng, nhưng trải qua mấy trăm năm sau, quốc gia đó trở nên rất giàu có. Lịch sử Trung Hoa cũng có nhiều triều đại, có lúc tốt xấu, có những thời hưng vong khác nhau. Quốc gia nào cũng vậy. Bởi thế khi Phật ra đời, ngài phải xem tùy phước báo của chúng sanh tại quốc gia đó, ngài không phải chọn lựa quốc gia nào. Có lúc không phải phước báo của quốc gia đó nên Phật sanh ra nhưng không thể ở được. Thí dụ Phật thích Ca Mâu Ni sanh ra tại nước Nepal, nhưng ngài không phải ở đó, Ngài đi khắp Đông Tây Hoàng Pháp. Chúa Giêsu Kitô cũng vậy, Ngài sanh tại Bethlehem, nhưng Ngài đến Ấn Độ và Tây Tạng học đạo, khi trở về, Ngài cũng đi khắp nơi. Cho nên minh sư sanh ở nơi nào không mấy quan trọng. Nơi nào mà chúng ta gặp được Ngài đối với chúng ta mới là quan trọng. Cứ mỗi trăm năm, tức là mỗi thế kỷ, các vị đại sư phụ, Phật Bồ Tát, thánh nhân, các vị đại tu hành đều cố gắng đem giáo lý cao đẳng, đem ánh sáng đạo vàng chiếu sáng thế giới này, đem giáo lý giới thiệu cho chúng sanh trên quả địa cầu này nghe. Mỗi trăm năm nào cũng có, mỗi cuối thế kỷ nào cũng có các ngài. Chúng ta đọc lịch sử sẽ rõ, sẽ thấy có vị pháp sư nào có vị đại sư nào xuất hiện trong cuối nửa thế kỷ, hoặc hoàng pháp trong nửa cuối thế kỷ, thí dụ như vậy. Thời bây giờ thuộc về sau nửa thế kỷ, rất có thể có rất nhiều vị đại sư, cho nên quý vị đọc báo và xem truyền hình thấy có nhiều vị ra hoàng pháp. Có nhiều người hỏi tôi, thấy có nhiều vị pháp sư và ai cũng nói họ là đại sư, không biết nên phải theo ai. Tôi nói nếu vậy thì đáng mừng, vì có nhiều vị để cho quý vị có nhiều cơ hội chọn lựa. Đừng có than trách, chúng ta nên coi ai thích hợp khẩu vị của mình, thích hợp tầm mắt của mình, hãy mau mau theo họ. Nếu không theo kịp ngài, rất có thể sau này sẽ hối hận. Ngài đi mất làm sao? Sau nửa thế kỷ qua rồi, không còn ai nữa. Cho nên bây giờ chúng ta đã biết đông tây nam bắc đều có đại sư, nhưng vì chúng ta không muốn tu hành nên khó gặp được ngài, bởi vì không thành tâm nên chúng ta không sao gặp được ngài, cho dù ở ngay trước mặt chúng ta cũng bỏ đi. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có nhiều người gặp ngài nhưng cũng không ai tin. Có người giả bộ có bầu đến vu cáo ngài, nhưng Thiên Long Bát Bộ phạt người đó, đánh cho té xuống và làm rớt cái gối ra chứng minh họ giả tạo ở ấn độ việc này còn xảy ra như vậy ở các quốc gia khác có lẽ khó tin hơn cho nên chúng ta đừng hỏi vì sao đời đời kiếp kiếp có phật bồ tát có các vị đại sư nhưng rất ít người được giải thoát thầy của lữ động tân là trung ly quyền viết câu kể nói rất rõ ngài nói Số người được giải thoát có thể đếm trên đầu ngón tay. Thời xưa, chúng sanh rất hiền từ, có rất nhiều thời giờ để tu hành, nhưng những người được giải thoát rất ít. Như vậy, ngày nay thì sao? Rất có thể ít hơn nhiều, vì ngày nay con người sống quá thoải mái, có quá nhiều vật chất. Lẽ ra có nhiều vật chất văn minh để giúp cho đời sống chúng ta được thoải mái được tiện lợi hơn, nhưng cũng vì những thứ đó làm chúng ta trở nên rất bận rộn. Thí dụ ngày xưa không có truyền hình, chúng ta không biết thế giới hỗn loạn ra sao. Nếu biết đến cũng rất chậm, ai giết ai, chúng ta cũng không biết gì cả. Ngày nay, có truyền hình, chúng ta coi hết tiết mục này rồi sang đến tiết mục khác, coi nhiều quá đến nỗi quên ăn đi coi truyền hình nhiều quá, làm cho thời gian giới hạn lại. Như có người hỏi tôi, họ ngủ năm tiếng không đủ, vậy làm sao đây? Tôi nói đó có nghĩa là chúng ta coi truyền hình chưa đủ. Ngoài ra, còn có mấy radio, báo chí, âm nhạc, karaoke, ca hát, điện ảnh, vân vân. Ngày nay mọi người nấu ăn cũng rất phức tạp, nấu không đơn giản như ngày xưa, vì xưa kia thức ăn không phong phú lắm, thời xưa ít có thịt để dùng, ngày nay tiệc tùng làm đủ các loại thịt. Ngoài ra còn có xe cộ đủ loại, vân vân. Chúng ta bận biểu đi làm kiếm tiền để có thể mua sắm được những thứ đó. Người láng giềng có cái gì thì chúng ta cũng phải có, nếu không sẽ cảm thấy không giống ai, cảm thấy lạc hậu. Có điện thoại rất tiện cho sự liên lạc, nhưng chúng ta sẽ lười đi thăm thân nhân, bạn bè. Quan hệ giữa thân nhân, bạn bè cũng kém đi. Tình nghĩa không còn sâu dày như trước. Ngày xưa, quan hệ qua lại rất thân thiết. Ngày nay, chỉ cần gọi điện thoại hoặc viết thư, coi như là đủ rồi. Bởi thế, có đầy đủ tiện nghi, nhưng nếu không biết dùng cho tích đáng, sẽ không tốt cho sự tu hành không giúp ích được nhiều cho đời sống ngược lại những công cụ văn minh đó sẽ cột chúng ta lại sẽ gây ra rất nhiều phiền phức sẽ cản trở và sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ của chúng ta cho nên có tốt cũng có xấu người xưa không có nhiều công cụ như thế mà còn có rất ít người tu hành thế nên ngày nay ít người tu hành cũng là chuyện đương nhiên vì mọi người quá bận rộn đi kiếm tiền để mua sắm xe mới mua y phục thời trang mua máy truyền hình nếu chúng ta ra nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng xấu còn người ở trong nước đơn thuần hơn không bị ảnh hưởng nhiều ra nước ngoài cũng có thể học hỏi được những điều hay ý đẹp nhưng đa số chuyện của thế giới là những điều xấu sống như lão tử như vậy tốt hơn lão tử nói thánh nhân hoặc người tu hành không cần phải rời khỏi cửa, nhưng lại biết được chuyện thiên hạ, bất cứ điều gì cũng biết. Ngày nay chúng ta muốn thấy bác tiên cũng rất dễ, không phải là không thể thấy được, vì các vị đó trường sanh bất lão, chúng ta nghe nói Hà Tiên Cô có mẹ ghẻ không tốt, đối xử Hà Tiên Cô rất tệ bạc, nhưng Ngài vẫn rất hiếu thảo, cho nên Lữ Động tăng cảm động, tặng cho Đào Tiên ăn cái đó, Ngài trở thành trường sanh bất lão. Tất cả bác tiên là những chúng sanh trường sanh bất lão. Nếu như vậy, sao ngày nay chúng ta không thấy được các vị đó? Trường sanh bất lão không có nghĩa là xác thân trường sanh bất lão, có hiểu không? Ý nói các vị đó đều liễu thoát sanh tử, vĩnh viễn không sanh không tử. Họ được pháp môn không sanh không diệt, được pháp vô thượng tránh đẳng tránh giác, được quả vị trường sanh bất lão, có nghĩa như là Phật vậy. Lữ Động Tân nói rất rõ, tiên nhân trường sanh bất lão cũng như Phật, đó có nghĩa là thành Phật. Rất có thể thời đó, Ngài không dám nói Ngài là Phật, vì sợ người ta vu cáo tà đạo, sợ người ta công kích, nên nói với cách khiêm nhượng như vậy sẽ được an toàn hơn. Như thế, ý đó nói gì? Ý nói Phật cũng trường sanh bất lão. Ý Lữ Động Tân nói là ngài đã liễu thoát sanh tử. Chúng ta không cần phải chờ ngài xuất hiện nơi đây cho chúng ta thấy. Ngài cũng có thể xuất hiện, nhưng nếu chúng ta không có thiên nhãn, không có mắt Phật, cũng không sao thấy được. Học trò của tôi có người thấy được họ có đến mấy người. Có một đồng tu ở Cao Hùng, thấy bác tiên đến chào, đảnh lễ tôi. Vậy đó nói có thể nghiệm như vậy, chứ không phải tôi nói. Lúc đó, có nhiều người nghe, không phải chỉ có một mình tôi thôi. Chúng ta thấy hình họa bác tiên qua biển, người ta diễn nghĩa là bác tiên, cung ninh lão tử. Chúng ta sẽ rất ngạc nhiên tại sao bác tiên có liên quan gì đến lão tử. Những người tu hành đều thấy các vị thầy quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên tôi đã nói, quý vị tin bất cứ tôn giáo nào, tôn bái bất cứ vị thầy quá khứ nào đều rất tốt, nên tiếp tục tôn bái. Nhưng phải tu pháp môn quán âm để sau này có thể gặp mặt được các ngài, có hiểu ý tôi không? Vị học trò của tôi không có tôn bái bát tiên, nhưng người mẹ rất thích các vị đó. Phật Thích Ca Mâu Ni nói, tất cả chúng sanh có Phật tánh. Chúa Giêsu Kitô nói mọi người là con cái của Thượng Đế. Các ngài nói y như nhau, chúng ta tin tôn giáo nào cũng tốt, nhưng chúng ta phải có thể nghiệm bên trong mới đúng hơn. Để biến tôn giáo thành hoàng mỹ, để trở thành Phật tử hoàng mỹ, thiên chúa giáo đồ hoàng mỹ, tín đồ hoàng mỹ của nhất quán đạo, tín đồ hoàng mỹ của lão giáo vân vân có hiểu ý tôi không? Một người học trò Hoa Kỳ của tôi cũng thấy lão tử, vị này chỉ thấy hình dáng nhưng không biết là ai. Dù rằng chúng ta không tin đi nữa, vẫn có thể thấy được, có hiểu ý tôi không? Bởi vì chúng ta sẽ đi qua chỗ của các ngài, nhất định sẽ gặp. Vì thế, chúng ta thấy Bát Tiên cùng chung với lão tử là nghĩa đó. Chúng ta tu hành khi chưa đến cảnh giới Phật sẽ gặp rất nhiều phật bồ tát thánh nhân và những người tu hành quá khứ hiện tại và vị lai chúng ta cũng không đến nỗi cô đơn nhưng chúng ta vẫn cô đơn vì con đường này không yêu cầu chúng ta làm những gì ngoài sự xả bỏ tất cả thành kiến quan niệm ý kiến phàm phu tâm phải thật là vô tư để có thể đạt được đạo không phải chúng ta thông suốt rất nhiều kinh điển, tốt nghiệp rất nhiều bằng cấp, trở thành nhân vật gì, quan lớn, quan nhỏ, vân vân, để có thể đắc đạo được. Hôm qua, vị đồng tu lái xe taxi lên nói thể nghiệm. Hôm nay lại có một vị đồng tu khác làm giáo sư cũng lên nói thể nghiệm rất cao. Vì vậy, ai ai cũng có hy vọng tu thành chánh quả. Nhưng chúng ta phải thật sự muốn liễu ngộ thế giới này thật sự muốn liệu thoát sanh tự thật sự muốn được trí huệ thật sự muốn trở về tây phương cho nên tu tịnh độ tông phải có ước vọng mạnh mẽ và cao thượng trở về cõi tây phương đó mới thật là tịnh độ tông chứ không phải mỗi ngày tụng thành thói quen một mặt tụng một mặt nghĩ đến chuyện mua thức ăn hoặc một mặt niệm chú một mặt con đến làm phiền là vội lấy sâu chuỗi đánh nó thanh hại vô thượng sư đeo sâu chuỗi mọi người cười rộ lên. trong kinh pháp hoa quý vị thấy có người cúng dường quán thế âm bồ tát hạt châu. lúc đầu quán thế âm bồ tát không chấp nhận. Rốt cuộc Phật thích ca mâu ni xen vào khuyên ngài quán thế âm bồ tát lãnh nhận vì phước báo của chúng sanh nhận để họ được phước báo. lúc đó ngài quán thế âm bồ tát nhận lời rồi ngài cúng dường Phật thích ca mâu ni một nửa còn lại một nửa cúng dường Phật khác. Đó là thể nghiệm bên trong của một người khi tọa thiền, hoặc khi thọ Pháp, thấy được cảnh giới đó. Họ lên đó, thấy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, bàn luận với Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải bất cứ ai trong Pháp hội cũng đều có thể nhìn thấy được, hiểu không? Thí dụ, có người đến nghe tôi thuyết Pháp, thấy tôi có ánh sáng hoặc thấy có những thánh nhân khác, chỉ có vài người thấy và mỗi người thấy khác nhau không nhất định hai người thấy giống nhau nhưng đa số quý vị không thấy phải vậy không vì vậy có người hỏi tôi có thể thi triển thần thông vì có người thấy có người không thấy nên có người hỏi tôi có phải là quán thế âm bồ tát không có phải là địa tạng vương bồ tát không vì họ thấy khác nhau nên muốn ấn chứng tôi cho là phải nhưng cũng không phải phải nhưng cũng không phải. Sắc bất gì không? Có nhưng mà không có. Nếu tôi nghĩ là phải thì còn chưa là phải. Nhưng nếu nói là không phải thì cũng không đúng. Hiểu không? Vì vốn là phải như thế. Khi chúng ta đạt được quả vị cao, chúng ta đều là tất cả. Nhưng chúng ta đều là không phải, vì chúng ta không được cái gì hết. Hiểu không? Nhưng chúng ta đạt được đạo lớn nhất, vì đạo không sao nói được, không thể nói rõ được, cho nên mới nói là đạo bất khả đạo. Kỳ lạ là có người như được rất nhiều, nhưng cuối cùng như không được bao nhiêu, còn có người thấy như không được bao nhiêu, kết cuộc lại được rất nhiều, cho nên đạo như là đảo lộn trở lại. Đó là lý do tại sao những người học với tôi, tôi dạy rằng, nếu có ai chửi chúng ta thì chúng ta phải cảm ơn họ. Còn ai khen chúng ta thì chúng ta phải cẩn thận, vì ngã chấp sẽ nổi lên. Khi có người chửi chúng ta, họ có thể gánh một phần nghiệp chướng rửa ngã chấp của chúng ta được sạch sẽ hơn. Chúng ta sẽ thận trọng hơn và biết suy nghĩ lại để ý mình có làm sai hay không. Xem xét mình có phải không tốt như họ nói không? Lúc đó, chúng ta khiêm tốn hơn, đó tức là lúc rửa nghiệp chướng, có hiểu không? Không có gì là thần bí, chúng ta có thể dùng khoa học giải thích về nghiệp chướng, nhân quả, phước báo và công đức. Tu hành cũng như khoa học. Khoa học gia có thể làm nước đóng thành băng. Ngày nay, người thường chúng ta cũng có thể học biết cách làm sao làm nước đóng thành băng đó cũng là một thứ thần thông ngày xưa ít người biết như thế nếu chúng ta làm một cách thần bí người ta nghĩ rằng chúng ta có thần thông nhưng ngày nay chúng ta biết đó chỉ là một thứ công thức mà thôi nếu chúng ta biết công thức đó là có thể làm được cũng như toa thuốc hoặc bất cứ những gì nếu chúng ta học được công thức đều có thể tạo ra được. Những người làm ở nhà thuốc Tây biết biến chế rất nhiều, họ có thể làm ra nhiều loại thuốc, thuốc tốt, lẫn thuốc xấu, nhưng vì nhiều người học những thứ thần thông của thế giới này, không ai muốn học thần thông của Phật nên mọi người cho rằng kỳ quái. Cũng như có người nói sách của tôi toàn nói những thứ thần kỳ, nào là cảnh giới, nào là lực lượng, vân vân, những thứ đó rất tầm thường chúng ta không nói đó là lực lượng thì nói nó là nghệ thuật cũng được chúng ta không nói nó là pháp môn tu hành thì cũng có thể nói nó là nghệ thuật khoa học không gian nghệ thuật khoa học thế gian có thể biến đất thành ly biến nước thành băng có thể biến rất nhiều đồ vật thành những đồ vật khác có phải vậy không còn nghệ thuật khoa học không gian chúng ta có thể biến chúng ta thành phật biến đầu óc ngu dốt của chúng ta thành đại trí huệ chỉ có vậy thôi vì thế đừng cho rằng tu hành là điều gì thần bí không có đâu chúng ta có thể học được tất cả mọi chuyện của vũ trụ chúng ta có thể học được một khía cạnh có lúc học được một vài khía cạnh hoặc nhiều hơn còn những người học được trọn vẹn một trăm phần trăm tất cả mọi khía cạnh của vũ trụ thì chúng ta gọi họ là Phật, có hiểu không? Những người học y thì chúng ta gọi họ là y sĩ, những người học luật thì chúng ta gọi họ là luật sư, chỉ có vậy thôi. Chính vì vậy, nếu chúng ta muốn thành Phật thì phải học nghệ thuật khoa học của Phật. Pháp môn Quán âm là một thứ nghệ thuật khoa học để cho người ta tốt nghiệp thành Phật. Đúng vậy đó. giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô thường sư tại Đài Nam Phomosa vào ngày 8 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Bác thiên Phụng Tư Pháp Môn Quán âm Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết tứ Khắc Khai Ngộ, chuyện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 14.